Trước khi bắt đầu video thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái app có thể giúp chúng ta tạo phòng chơi game, vừa có thể trò chuyện với bạn bè, đường truyền thì lại ổn định và không có bị giật lag cũng như là không có quảng cáo. Đó chính là app OnMix. Để tạo phòng trò chuyện thì các bạn chỉ cần ấn vào nút Quick Create ở phía dưới này ha. Sau đó thì mình sẽ đặt tên phòng nè. Muốn tăng độ bảo mật thì có thể đặt luôn cả mật khẩu. Và mình còn có thể chọn game nữa ha. Ở đây thì mình sẽ chọn Minecraft đi. Đó, để dễ dàng phân biệt hơn. Xong rồi thì mình sẽ ấn nút Create ở phía trên để tạo phòng ha. Các bạn có thể chia sẻ cái ID của mình nè cho bạn bè để có thể tham gia phòng dễ dàng hơn. Hoặc là chia sẻ link cho bạn bè trên Facebook chẳng hạn. Đó, để bạn bè cũng có thể tham gia cùng mình trên app OnMix ha. Ngoài ra thì trên OnMix còn có rất là nhiều câu lạc bộ khác nhau, nào là Free Fire, Liên Quân Mobile, Play Together, Minecraft, Mini World, rất là nhiều câu lạc bộ ha để các bạn có thể tham gia. Và ở đây thì mình có tham gia câu lạc bộ Minecraft nè. Trong câu lạc bộ thì mình có thể giao lưu, theo dõi các sự kiện mới nhất, rồi tham gia mini game để nhận phần thưởng. Và mình cũng có tiết lộ một cái bí mật nhỏ nhỏ ha, là trong thời gian sắp tới, kể từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 12 á, thì sẽ có cái mini game, đó chính là các bạn mở phòng chơi game Minecraft giống như mình hồi nãy vậy đó, tối thiểu là 5 người nha. Rồi sau đó chụp màn hình đăng lên cái một đăng bài nhận con trong câu lạc bộ Minecraft là mình sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng là những cái thẻ cào điện thoại nha. Cách thức thì vô cùng đơn giản, các bạn có thể tham gia, biết đâu lại trúng được giải thì sao. Mình chỉ có một tài khoản duy nhất trên online thôi, và tài khoản của mình thì sẽ có dấu tích ha, nên các bạn nhớ follow nè, để có dịp thì chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu trên câu lạc bộ Minecraft ha. Và để tải OnMix thì các bạn có thể truy cập vào CH Play hoặc là App Store. Và đơn giản nhất là các bạn có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần mô tả cũng như là phần game của bình luận. Và đừng quên đánh giá 5 sao để ủng hộ OnMix, để trong tương lai sẽ làm thêm thật là nhiều sự kiện cho các bạn có thể tham gia ha. Còn giờ thì tiếp tục vào video thôi. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft siêu bí kíp luyện rồng. Và ở tập trước thì mình đã có tạo ra em Bon Fury phiên bản vàng khè luôn. Và hôm nay thì chắc mình sẽ tạo ra thêm một cái người anh em khác của Bon Fury. Cũng có xuất phát điểm là từ Night Fury ha. Đây mình sẽ cho Night Fury ra nữa, tại vì hôm nay lại cần thêm DNA của Night Fury rồi. Và em rồng này sẽ có sự kết hợp giữa Night Fury và một em rồng trong bộ ba Falcon ha. Đó chính là Storm Falcon. Rồi, Storm Falcon đây. Mình sẽ kết hợp giữa hai em này ha. Mình nghĩ với vẻ đẹp này thì chắc sẽ rất là nhiều bạn thích đây. Đầu tiên thì mình sẽ lấy DNA của hai em rồng này trước. Và mình sẽ cần tương đối là nhiều. Đây, 8, chính xác hơn là 8 ha. 8 cái mana infused ingot. Cũng như là mình cần thêm thủy tinh đó. Nó nấu tới đâu rồi? Đấy, xong phim. Giờ thì làm luôn thôi. Mình sẽ đặt theo công thức như vậy ha. Lấy ra. Xong, được một cái. Sẽ làm thêm một cái nữa là đủ ha. Giờ thì ra ngoài và mình sẽ tiến hành công đoạn là lấy DNA thôi. Ôi! Đợi thôi chờ. Mình nghe nó lấy DNA là mấy em rồng lại chuồn nè. Mình phải kêu ra lại thêm một lần nữa nè. Đây, cho anh lấy DNA đi rồi xíu anh thưởng cho. Đây. Đó, nè, cho ăn miếng thịt nè. Rồi, gọi tới Night Fury. Night Fury cứ gãi nhát lắm nha. Lấy DNA có một hai lần thôi nha. Nè, cho lấy cái nữa đi. Rồi, cho miếng thịt nè. Rồi đó nha. Trời ơi, mà giờ mới để ý Night Fury có vẻ rất là to con á, to hơn các Storm Falcon nè. Night Fury đô con thiệt á. Rồi, giờ thì mình còn thiếu mỗi cái trứng thôi. Mình sẽ làm một cái trứng sắt ha. Đây, trứng sắt công thức thì đơn giản rồi. Đó. Rồi, xong phim. Giờ thì tới công đoạn là chúng ta sẽ bỏ vô trong cái DNA Combiner. Đó, cho vào. Cho vào. Đây, nó kìa, cắt một phát là sẽ bắt đầu cái quá trình chuyển vào cái trứng ha. Và mình sẽ tạo thành một cái trứng rồng mang tên là Storm Fury. Đây, cái mặt của em nè, Storm Fury là cái sẽ có hình dạng như vậy ha. Ui, nhìn đẹp quá chứ. Được thực sự á, nè, mình sẽ cho vô cái incubator để cho nó bắt đầu quá trình ấp trứng rồng giùm mình ha. Xong, chúng ta sắp chào đón thành viên mới rồi. Hồi hộp quá đi. Rồi, và hôm nay thì mình dự định là sẽ cùng em rồng đâu rồi ta? Đâu em đâu rồi? Đây, em rồng Mummy là sẽ đi khám phá ở cái Fire Nation này.
thế giới Fire Nation á. Hơi hơi sợ nha. Nhưng mà liệu làm liệu biết sao giờ? Chuẩn bị chưa Mommy? Chúng ta sẽ đi đấy. Mình sẽ nhấn một cái là đi liền nè. Hồi hộp quá. Ừ, đem theo táo vàng chắc cho chắc cho chắc. Để một số trường hợp cấp bách mình còn có táo vàng ăn nữa. Rồi xong phim. Ừ thật 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 thật. Rồi ok. Mọi thứ đều đã khá là đầy đủ rồi. Giờ thì chỉ cần đi thôi. Đi thôi Mommy ơi. Let's go. Ui. Mình đã thành công bước qua thế giới Fire Nation rồi. Ủa và mới qua lại gặp. Làm như mình mắc nợ cái con Cerberus này sao? Bữa nào cũng khởi động chân tay với nó đó. Bữa nào mình tới cục kiểu đó. Người gạch tới cục kiểu người nóng rồi đó. Bữa nay nóng, bữa nay không có hiện đâu. Không cho ngươi cơ hội phản đam luôn. Đừng để mình nóng. Rồi, vậy là mình đã có được thêm Fire Essence á. Đá bại cạnh mình còn có một cái tòa tháp đi nè. Nếu mà các bạn để ý kỹ thì tòa tháp này có vẻ khá là cao á. Ghê thiệt, mới qua là gặp tòa tháp rồi. Vậy thì chắc mình sẽ đi vô khám phá luôn á. Ừ, nó có lồng spawn nha. Monster. À, những cái con nhện. Con này là con nhện mắt ma. Nhện mắt ma. Còn đây là những con golem để mình farm chìa khóa nè. Khá là đã luôn. Đấy, mình sẽ giữ lại để có gì mình farm chìa khóa. Ui, ở đây còn có Swordman nữa. Swordman thì sẽ rơi ra cho mình cái chìa khóa cấp 1 ha. Cũng ok. Ừ, nó mới nhớ. Mình quên đem theo cái Fire Nation Key rồi. Mình quên mất ta. Ở nhà mình còn cả đống Fire Nation Key luôn. Khi nào cần đi thì mình sẽ quay về cũng được. Không sao đâu, mình còn cái bản đồ mà. Ở trên đây là tiếp tục là những cái con nhện mắt ma á. Ok, kệ nó đi. Cái con này không nguy hiểm lắm. Trên đây có rất nhiều kiếm sĩ luôn. Kiếm sĩ nè. Kiếm sĩ. Đấu kiếm không? Hết đấu kiếm không? Đây. Đấu kiếm. Đấu kiếm tiếp nè. Lên đây farm. Mình farm bù cũng được. Quá trời những anh kiếm sĩ luôn. Thao màu cho mình farm. Rồi. Những cái lồng spawn của những cái con nhện chắc một xíu mình đập bớt quá. Lên tới tầng này chắc mình phải bắt buộc đập rồi. Mình không thể chừa lại những cái lồng spawn này đâu. Mình phải đập bớt thôi. Để không thôi một hồi là kiểu đông, quân số đông quá mình cân không nổi á. Ở trên tầng này thì mình có thể farm được những chìa khóa cái cấp độ 2 ha. Wow. Đây nè, còn một anh nữa nè, farm luôn. Anh này là... anh này không gây chìa khóa. Rồi chuẩn bị lên một tầng cao tiếp. Ở đây còn có những cái tên... Oh my god. Đây còn có những tên pháp sư lửa nữa. Mấy tên này nguy hiểm lắm. Phải đập cái lồng spawn thôi. Có cái rương kế bên rồi. Nè, lao tét. Pháp sư lửa nè, mình uống thuốc căng lửa hồi nãy từ tầng dưới đó. Nên mình đã khắc chế được mấy tên pháp sư lửa này rồi. Pháp sư lửa nè. Hung dữ vậy. Hung dữ. Tiêu diệt hết luôn. Không dài lâu rồi mới khởi động chân tay lại đó. Tiêu diệt hết. Pháp sư lửa nè. Còn tên kiếm sĩ. Đấu kiếm hay gì. Tịch thu kia đuốc lại. Chúng ta cùng nhau mở rương nè. Để cười cười. Lại là thuốc kháng lửa. Kỳ vậy. Kỳ cục nha. Hình như mình bị ngán thịt rồi. Mình ăn thịt nó hỏi ít xịu thức ăn rồi. Để ngán ăn. Ngán cục phải ngán ăn cho có đầy ống thức ăn còn hồi phục nữa. Trên đây lại là chỗ của mấy anh kiếm sĩ. Đập lồng spawn lên. Vô. Đấu kiếm không? Vô đây. Rồi, xong phết. Giờ thì lên trên tiếp. Cái tòa tháp này đúng cao luôn á. Trên đây là chỗ của những cái tên pháp sư. Có những tên pháp sư thôi nên khá là dễ cho mình ha.
Nói dễ thì thôi chứ phải cẩn thận ấy. Y là chết. Rồi, giờ thì cận chiến để tiêu diệt nè. Tên mấy tên này khó chịu ghê á, trâu quá trời đất, quá đất luôn. Và hình như đặc thù của mấy cái tên này đó là cất giữ thuốc kháng lửa hay sao á. Chỗ nào cũng có thuốc kháng lửa hết. Ui, lại lên trên cao tiếp nè. Trên này có vẻ là nó chưa có spawn kịp á, nên mình lên khá là dễ ha. Mà bình tĩnh, mình quýnh chúng con kia nó bị chúng lọc luôn rồi. Khó chịu vậy, mù lò nữa. Tiếp tục, tòa tháp này rất là căng. Ui, trên đây nhiều nhện vậy. Quá trời quá đất nhện thôi. Đông quá. Ủa, con nhện cùng hết này. Nó cùng hết đâu quá. Này thì nhện, nhện cùng hết nè. Mình quýnh xong cái nó nhảy chỗ khác. Cày thế. Quýnh nó mà mệt thiệt á. Ôi kệ mấy con nhện con đi. Tiếp tục. À tầng này có rương, tầng này có rương. Cứ tầng nào có rương là mình khoái à. Tại vì mình có cơ hội để kiếm thêm đồ ấy. Rồi, thì giờ hết mấy anh cầm kiếm đây đi. Cầm kiếm, vô đây. Vô đây. Nè, vẫn chưa có đồ xịn nha. Ở đây xịn nhất chắc là những cái Diamond Crystal sát thôi. Từ cái phòng này nhìn nguy hiểm mày. Mình sẽ đập trước những cái lồng spawn. Sao? Giờ thì chỉ cần kết liễu mấy con này là loot đồ được rồi đó. Có vẻ là trong đây á, đồ nó không có xịn như mình mong đợi ha. Nhìn tòa tháp cao vậy thôi chứ đồ giống yêu à. Buồn thiệt á. Tiếp tục nè. Không biết cái tầng cuối cùng nó cho mình gặp con gì đây không biết nè. Tò mò ghê á. Rồi, kết liễu. Và bùm. Vậy là mình khỏi cần phải đi về rồi. Mình farm đủ chìa khóa rồi, dư luôn á. Phải đóng chìa khóa trên đây luôn. Đây là mấy cái đuốc đây. Rồi xong phim. Bỏ luôn, không có rương thì bỏ luôn. Ui, ui, nó cắn mình. Ui, lên tầng cao nhất rồi. Nhưng mà tầng cao nhất thì nó chỉ có những cái cứ tưởng tầng cao nhất có boss khủng. Ai dè cũng là những cái thanh niên quen thuộc này. Biệp rồi. Rồi tiêu diệt hát. Mấy tên này lẹ rồi đi nè. Cứ tưởng là hôm nay trúng ánh gặp được tòa tháp đồ VIP. Nhưng mà nó không VIP như mình nghĩ rồi. Ok. Thôi mình ăn miếng đi rồi chúng ta có sức lại rồi đi tiếp ha. Và đừng quên mở cái rương này nữa. Để coi coi trong rương nó có gì. Ê, nó có một cái Fire Nation Spear. Được. Mình có vũ khí mới, nè. Những cái spear. Tốt. Wow, nhìn đẹp quá chứ. Được, giữ luôn. Bên đây thì có một cái áo giáp. Có kiếm nữa. Nice. Vậy là hôm nay mình có hai vũ khí mới ở bên thế giới Fire Nation này luôn. Im như ta. Tốt á. Vậy mình sẽ test thử vũ khí mới trong ngày hôm nay luôn. Cái giáp này thì mình coi coi. Nó yếu hơn cái giáp rồng của mình á. Mặc vô coi có đẹp không nè. Rồi mình mặc vô đây đi. Mặc vô thì đẹp nha. Được. Thôi, giờ thì té thôi em rồng ơi. Vượt cái giáp này. Không cần tới nữa. Mình sẽ bắt đầu cởi em rồng để đi tiếp. Cởi rồng mummy. Let's go. Và coi coi ở bên thế giới này. Ui xong rồng đáp xuống được vậy. Đáp xuống em ơi. Bên thế giới này nó sẽ thay thế những con sông bằng những cái sông nhung nham nè. Ở đây chỉ có sông nhung nham thôi chứ không có sông thường đâu. Ghê quá à. Quá dữ luôn. Rồi bây giờ mình mang trong người cái đống chìa khóa luôn nè. Để coi coi có tìm được cái dungeon để mình đi vô không á. Tò mò ghê. Mới qua là gặp được ngay cái tòa tháp luôn. Cũng được, là cơ hội để mình farm chìa khóa thay vì là đi về để lấy chìa khóa. Nhưng mà bây giờ sẽ tuyệt vời hơn nếu như mình ủi nữa hả? Ủa nhìn quen vậy ta. Ủa, phải nó không vậy?
Phải tòa tháp hồi nãy không? Hay là tòa tháp khác đây? Mình phải bay lên mới biết được. Mình chỉ lướt tầng cao nhất thôi ha. Để mình tiết kiệm thời gian á. Chứ giống như hồi nãy mình lên mình đánh cả buổi trời lướt cũng được có mấy xíu đò. À, như cái này khác. Vô em ơi, để anh đập làm spawn cho. Đập nè, rồi xong, vô. BK. Vô, mình cầm cây spear mình. Mình căng hết luôn. Quất nè. Láo nháo. Trời ơi, đồ nó bèo. Nó bèo như chữ bèo luôn á. Cắn nó em. Ui xong cắn nó. Trời ơi, mình tưởng bay lên chưa cắn chứ. Ai gì không cắn. Ồ, đồ ở đây nói chung là cũng cũng hơi bèo ha. Nên mình sẽ té trước đi. Để tiết kiệm thời gian thôi. Nhìn vậy. Ui thôi đi xuống đây. Ui dồi ui, lợi mình đi rồi mới trở thành phun lửa. Bó tay em lòng mình luôn. Lúc mình trở thành không phun lửa tiếp mình. Hồi mình xuống dưới này thì mới phun lửa. Muộn rồi em. Rồi, mình sẽ đổi sang cây kiếm đi. Nãy giờ đánh bằng cái spear rồi. Giờ thì đánh bằng cái kiếm đi ha. Vậy là ở đây nó có hệ thống hang hay sao? Mình thấy ở đây nó có cái hang động nè. Đây, chúng ta cùng nhau đi vô thử nè. Ui, nó tối ồn vậy. Trời, đi xem ném đụng đầu vô cục đá chết queo rồi. Thôi, tối quá. không nên vô cái hang đó đâu, tối ồn à. Đi. Cái hang khác thôi em. Mình sẽ coi. Bây giờ cái vấn đề của mình là mình phải tìm những cái Fire Nation Dungeon cơ. À, cái tòa tháp này giống tòa tháp ban đầu nè. Vô đây thì mình có thể kiếm thêm giáp. Cái giáp giống như giáp mình đang mặc nè. Cơ hội. Cố lên em. Cố lên. Thôi, cố lên. Đây rồi. Nice. Sẽ đập những cái làm spawn lẹ. Rồi, có thể chiến đấu rồi đó. Có hai con thôi, mỗi người một con em ơi. Anh quốc con bự cho. Ui, mình phải vừa đánh vừa né cái tên pháp sư. Ui, né hụt à. Quốc một lọ thuốc vô. Rồi, xong phiên, tên pháp sư no đòn với mình. Mình hết sợ nó rồi. Em đồng nhảy xuống cắn nó. Anh cho em đó. Nhảy xuống cắn nó em. Cạp nó. Cắn nó. Này thì lao nhau với chúng tôi. Cho rộng thể hiện liền. Ui dồi, mà đồ nó cũng nghèo nữa nè. Sukana thiệt. Thôi dẹp đi. Vẫn đâu vô kiếm thêm vũ khí. Cái thứ ai vậy không có luôn. Hơi bị buồn đây. Rồi giờ thì đi tiếp thôi ha. Vậy là qua nay mình đã khám phá ở hai vùng đất khác nhau, nhưng mà đặc điểm chung là hai cái vùng đất này đều có sự tối tăm nè. Và hầu hết là không có nước á, đều là nhung nham thôi. Nguy hiểm thật sự. Mình đi mình cũng hơi y nữa, mình không có mang theo xô nước nữa. Mà hên chưa có con nào nó nướng mình thôi. Với lại mình có thuốc kháng lửa nên cũng không sợ lắm. Thoải mái mà quẩy ha. Ở đây là gì đây? Đây là gì ghê á? Này gì vui ta? Trò chơi. Ui dạ. Thấy không mạnh nha. Ồ cái này nó sẽ phóng mình lên trời nè. Ui. Ui mà cái này nghịch thì mà không có thuốc ăn lửa là đi luôn á. Mình có thuốc ăn lửa là mình mới dám nghịch á. Chứ ai không có thuốc ăn lửa là nghịch xong là thành cục thịt nướng luôn. Nguy hiểm đấy. Mình coi cốt này còn cái gì không ta. Ê, ở bên này nó còn có những cái con vật khác nữa nè. Để mình coi đây là con gì nha. Con này là Fire Weaver nè. Bắn hả. Thấy mình không đánh nó cái nó bắn mình à. Fire Weaver nè. Tiêu diệt luôn. Con chim này thì nó sẽ rơi ra cho mình những khổng lồ với những khúc xương thôi. Ok. Giờ mình phải tìm một cái dungeon hả ta.
khó vậy? Bên đây mình cảm giác mình tìm những cái dungeon hơi khó. Nhưng mà bù lại thì mình đã gặp được một cái tòa tháp gì nè. Cái tòa tháp này nó xây theo phong cách của tòa tháp Night Fury á. Nhưng mà không biết là bên trong nó có lồng spawn nha. Vậy chắc không phải đâu. Lên tiếp. Chiến đấu tiếp thôi. Công việc của mình là đập lồng spawn càng sớm càng tốt. Rồi. Đấu kiếm nhanh này một cái nữa. Ý lại thêm một cái kiếm mới. Ok. Hư thì mình sửa lại. Tiếp tục. Đập lồng spawn đi để cho nó đừng có đẻ thêm nữa. Quá nhanh đúng không? Ok. Mình đang kiểu như speedrun vậy á. Càng quét luôn. Rồi lại thêm một cây spear nữa nè. Rồi. Và chuẩn bị lên tầng cuối cùng chưa? Đừng tới tầng cuối cùng à. Ui tầng này có quá trời lồng spawn luôn. Rồi. Ok, ba tên. Đấu kiếm với ba tên luôn. Vô. Ô. Căng thẳng vậy. Lúc đầu. Không có đâu. Ơ à, chỉ có vậy thôi à. Màn đét. Ừ. Coi kìa. Cái tòa tháp nhỏ xíu. Không cho mình đồ gì luôn á. Hiểu luôn. Thôi mình xin. Chuồn trước. Đi. Mình hồi nãy giờ cưỡi mummy rồi hả ta? Để cho coi giờ tới em nào đây. Đâu rồi chưa cưỡi em nào ta? Liệu rằng em nào sẽ là một người bạn đồng hành bên này đây? Đây, bờ tay ray. Đúng rồi, em lòng này mình like lâu lắm rồi nè. Mà mình chưa có dùng tới. Đây, hôm nay sẽ cưỡi bờ tay ray đi quẩy ha. Đi em. Hôm nay thì cơ hội để em thể hiện đó. Đi cùng anh. Đáp xuống. Đi. Ôi. Trời ơi. Mình kêu đáp xuống mà phải lại cạp con kia rồi. No. Ôi cái này chất lượng kém rồi. Không nhưng mà ít ra nó cũng ăn sát thương. Ok. Mình sẽ dùng cái kiếm tăng sát thương đi. Rồi đi. Coi hôm nay mình sẽ gặp thêm được những công trình gì đây. Làm ơn. Mình đang cần một cái chỗ nào để cho mình nhét cái chìa khóa nè. Sức chịu đựng con người cũng có giới thiệu nha. Toàn gặp mấy tòa tháp này không là toàn đây. Mình mệt mỏi với mấy tòa tháp này lắm rồi đó. Không biết cái công trình bên đây nó sẽ xây ở phía dưới hay là phía trên nữa. Mình đi thì mình chưa phát hiện ra công trình nào ở dưới nè. Thiệt luôn á, phải giống như bên thế giới Ly Khan thì dễ. Gặp mấy cái ụ nhu nhu lên thì lưỡi xuống thôi. Còn bên đây nè, cây cối, gò đất các thứ đủ kiểu luôn mà không thấy cái công trình hết. Thiệt luôn á, toàn gặp mấy cái tòa tháp không à. Hình như chính xác rồi. Mình sẽ dùng những cái chìa khóa cấp độ khác nhau để hình như mở ra những cái dungeon với cấp độ tương ứng hay sao á. Hồi nãy mình dùng cái chìa khóa cấp 3 lận. Hy vọng là cấp 3 nó sẽ xịn sò con bò hơn nha. Ui có nhiều cửa lắm. Ui nó còn có những cái bẫy nè, máy chém các thứ nè, ghê vậy. Ghê nha. Ui. Hung dữ nè. Trời bẫy nè. Cái này mình đi vô nào. Cục tay không. Coi cái bẫy của nó kìa. Nhảy qua. Ui ở đây còn nhiều mấy tên anh niên canh gác lắm. Bay lên trên đây. Ui trên đây cũng có người canh gác luôn. Pháp sư lửa. Áo. Nó chuẩn vậy. Đây là một cái thư viện á. Rương thì không có đồ. Để mình coi còn mình sẽ đi về những hướng nào đây. Ủa hướng này cũng có người được canh gác nè. Ở đây thì hầu hết những cái rương đều không
không có đòn á. Chắc nó chỉ để trang trí thôi. Bây giờ mục tiêu của mình là cần phải đi tới những cái cánh cửa mà. Ui, ghê ghê quá. Này nè, như đây nè. Nó bị khóa lại ha. Mình sẽ dùng heavy key để mình mở ra. Ui, có quái, có quái. Hơi bị đông luôn. Quái là bà. Như đây là căn bếp thì phải. Vẫn không có đồ này. Ồ, nó mở ra một cánh cửa khác nữa. Có pháp sư lửa. Ui, nó chuẩn hơi bị chuẩn luôn á. Bữa nay ăn lửa hơi nhiều đó. Rồi xong phim. Tiêu diệt bọn chúng. Cố lên. Một tên cuối cùng. Cái tên này là tên khó nhằn nhất nè. Pháp sư lửa. Ui, quýnh hắn mình nát giáp hết rồi. Mình lại tiếp tới một cái cánh cửa tiếp theo nè. Quá nhiều cánh cửa luôn. Vô chắc bây giờ mình phải đổi thôi. Đổi vũ khí thôi. Ui, sao trong đây không có chân vậy? Hình như đây là căn phòng cuối cùng hay sao á. Ủa, căn phòng này không có gì hết hả? Lừa rồi. À, đây. Hướng này thì lại có đường đi. Hai cánh cửa liên tiếp luôn. Cẩn thận. Cái máy xay này chém hơi bị đau á. Thêm một cái cửa nữa. Ui, đâu ra gì? Ui. Quá nhiều cánh cửa. Thêm một cánh cửa nữa. Oh my god. Đây là cánh cửa của một cái con rồng. Đây là căn phòng của một con rồng, nó đang ngủ nè. Phụ thuộc vào nhân phẩm của mình nữa thôi. Ui, mình phải tiêu diệt hết mấy con này mới được thì mới có thể mở rương. Trận chiến cuối cùng. Tên này là tên Châu Nhất. Tên Châu Nhất nè. Wow, coi nè. Đây là rồng Flame Speeder. Wow. Và đây là cái rương rồng nè. Rương cấp độ 3 đó. Quá là đẹp luôn ha. Thiệt tình luôn, phải nãy mình có đem theo cái cây DNA Extractor, nhưng mình cắt DNA của em này thì mà không biết có cắt được không nữa. Cái này là rồng của người ta hay sao á? Mình cho ăn được không? Ngủ rồi, rồng này ngủ mất tiêu rồi. Ê! Ôi da! Ê, xin lỗi. Đốn bắn được em. Ý, đốn bắn được em. Ý. Ý. Đốn bắn được em. Tưởng đấy nè. Bắn được. Ôi, mình lỡ quýnh chúng rồi. Không dữ quá. Thôi kệ, mình lấy được mục tiêu của mình rồi. Là một cái trứng. Đúng là đắt sắt ra miếng á. Dùng chìa khóa xịn thì mình đánh đổi lại là một cái trứng đồng thì cũng rất là xứng đáng luôn. Rồng nè, quýnh cái vào chuồng. Bye bye. Thành công lấy được cái trứng rồng rồi. Quá sẽ đã luôn. Không có chần chờ gì nữa. Té thôi. Chuyến đi này quá là mệt mỏi rồi. Nhưng mà không sao, phần thưởng thì rất là xứng đáng cho mình ha. Là một cái trứng rồng Flame Speeder. Wow, trứng rồng nhìn thôi là thấy đẹp rồi. Để đây đi, tạm thời để đây đi, chưa ấp vội đâu. Tại vì bây giờ mình còn một cái trứng rồng đang nấu ở dưới nữa, không biết nó nấu tới đâu rồi nè. Ui, nó chưa có lót map ra, thành thử ra nó chưa nấu xong. Giờ mình phải đợi cho nó nấu xong á. Rồi, dù khá mình sẽ cắt bớt ở trong đi. Hôm nay đi không đem chìa khóa mà về cái đóng chìa khóa luôn, dư ra luôn á. Được thật sự. Rồi, kệ, mình sẽ cắt bớt mấy thứ lặt vặt á. Ngoài ra thì mình còn có một cái áo. Cái áo này gọi là áo gì ta? Để là mình đọc cái đúng cái tên của nó coi. Fire Nation ha. Áo này nhìn rất là đẹp luôn nè, nhìn cực kỳ ngầu luôn. Ui giời ơi.
quá xứng đáng luôn. Và mình sẽ ngồi đây đợi xíu cho cái trứng rồng Storm Fury của mình nó thực hiện quá trình up này ha. Và nếu như coi nếu như cái này thì còn em rồng nào có thể liên quan đến Night Fury không ta? Hết rồi. Night Fury thì mình có thể làm hai phiên bản là Fury xương nè và Fury sấm sét giống như mình ha. Còn một số trường hợp khác thì mình cũng chưa biết tới nữa, chắc mình sẽ tìm hiểu thêm về Night Fury thôi, tại vì còn cái Dare Fury nữa. Cái đó chắc sẽ sử dụng một vài cái chức năng liên quan tới Night Fury á. Rồi còn tạm thời thì mình sẽ cho cái quả trứng đồng này ra bên ngoài ha. Đây. Storm Fury, Storm Fury. Yes. Búp. Đấy rồi. Storm Fury của chúng ta đây rồi. Qua đây nào. Dễ thương. Trời ơi, bớt dễ thương lời được không? Gì mà dễ thương quá vậy? Tuyệt vời luôn á. Đây. Mình sẽ cho ăn ha. Đương nhiên rồi, rồng mình nuôi tầm này là mình sẽ cố gắng cho ăn đầy đủ nhất có thể. Mình sẽ làm thêm thức ăn đi. Tỷ lệ cao là không đủ rồi. Raiden Treat 42 chưa đủ. Mình lấy thêm nữa. Mình sẽ làm có 50 phần ăn á. Rồi, ok, dư gần xíu nè. Ra đây, anh cho ăn nè. Rồi, ăn thôi. Úi giời ơi, dễ thương quá đi. Rồi, và Storm Fury cũng rất là mau lớn luôn. Rồi cho ăn xíu, ăn nhanh quá là nó sẽ bị đơ á. Một xíu nó mới cho ăn tiếp được. Chưa cho ăn được nữa. Cắt thức ăn vô. Chia lại coi cho ăn tiếp được chưa. Đó, giờ cho ăn tiếp được rồi nè. Hồi nãy mình cho ăn vội quá. Đó, lớn lên rồi. Ở giai đoạn này thì vẫn còn cái nét gì đó dễ thương á. Chắc đặc thù của loài rồng này là vậy rồi. Dễ thương nhưng mà cái sức mạnh như thế nào đây một xíu thì... Lên cấp 50 thì chúng ta sẽ coi sức mạnh ha. Ồ, lại cho ăn nhanh quá, nó lót không kịp à. Ui. Đây, chụp lại Falcon, đứng gần cho các bạn dễ nhắm hơn á. Lay Falcon, đâu rồi, Lay Falcon. Ủa gì, Storm Falcon chứ nhầm. Storm Falcon xuống đây cưng. Đúng rồi, xuống đây. Đấy, sự kết hợp nè, coi kìa. Trời. Đứng cái bên đi gan hai mẹ con luôn á. Đẹp thiệt. Rồi, giờ thì mình sẽ cho Storm Fury lên cấp 50 luôn. 1, 2, 3, xong. Để coi mình có thể cửa được Storm Fury chưa nha. Có vẻ là cấp 50 thì mình vẫn chưa cửa được Storm Fury này. Chắc phải luyện thêm nữa đó. Cấp 59 luôn rồi. Tầm này thì đã có thể cửa được rồi ha. Wow. Và Storm Fury thì sở hữu cái sức... Cái đòn tấn công là của... rồng Storm Falcon á. Nè quá cầu lửa mà. Màu xanh lá cây nè. Chỉ có hình dạng bên ngoài là giống Night Fury thôi. Còn màu cũng như là kỹ năng là của Storm Fury ha. Ra là vậy. Ok. Nhưng mà nói chung thì Storm Fury mình thấy vẻ đẹp là tương đối cao á. Em rồng này thiên về nét đẹp ha. Được. Rồi, tóm lại trong chuyến khám phá ngày hôm nay mình vì bội thu nhất chắc là cái trứng rồng quý hiếm này thôi. Trứng rồng Lamb Spitter này nè. Trứng rồng này sẽ sớm được mình up trong thời gian sắp tới để bổ sung vào đội hình rồng của mình. Và mình sẽ cố gắng nuôi những em rồng này kiểu như em nào có thể thì mình sẽ cho lên 100 luôn ha, để tăng sức mạnh cũng như là khả năng chiến đấu nữa. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá tương đối may mắn ngày hôm nay thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp nó lại may mắn hơn á. Cũng như thế, bye bye.